Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm bài tập tiết 2 của bài 1 tập học quy các số hữu tỉ. Trong giờ trước chúng ta đã chữa từ bài 1 đến bài 5 rồi. Trong giờ này chúng ta sẽ chữa từ bài 6 đến bài 10 ở trang 11. Bài số 6: biểu diễn số đối của mỗi số đã cho trên trục số sau. Các số đã cho đó là -5/6, -1/3, 0 và 1 và 7/6. Số đối của một số là một, xem lại cái ý nghĩa đúng không? Số đối của một số ấy là nằm, hai số là đối nhau đúng không? Thì nó sẽ nằm về hai phía so với cái điểm gốc 0 này đúng không? Và cách đều cái điểm gốc 0 này. Vậy thì -5/6, số đối của nó là 5/6. Ta xem khoảng cách từ 0 đến -5. Ở đây là có là từ 0 đến 1 đúng không? Là một đơn vị. Người ta chia ra làm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đơn vị nhỏ, đúng không? 6 đơn vị nhỏ. Chính là 6 đơn vị mới, ta gọi là 6 đơn vị mới đúng không? Vậy thì 5/6 nó sẽ chiếm 5 phần của cái đơn vị này, đúng không? 5/6 chiếm 1, 2, 3, 4, 5, 5. Đây chính là vị trí của 5/6. Hoặc là cách khác dựa theo cái định nghĩa kia đúng không? Là số đối của một số. Thì ta thấy là số đối, hai số đối nhau, nó sẽ có khoảng cách từ cái điểm đó đến cái điểm 0 là như nhau, đúng không? Khoảng cách bằng nhau ấy. Vậy thì từ 0 đến -5/6 là bao nhiêu khoảng cách này? Bao nhiêu cái đơn vị mới này? 1, 2, 3, 4, 5 đơn vị mới, đúng không? Vậy thì từ 0 đến 5/6 cũng là 5 đơn vị mới. Ta đếm từ 0 đến đây, 1, 2, 3, 4, 5. 5 đơn vị mới, vậy đây chính là điểm 5/6. Tiếp theo, số đối của -1/3 chính là 1/3. Đấy. Từ 1 -1/3 đến 0, tôi có khoảng cách là 2 đơn vị mới, đúng không? 2 đơn vị bé bé này. Vậy thì từ 0 đến 1/3 cũng là 2 đơn vị như vậy. Ở đây là 1 là 2. Như vậy đây chính là điểm biểu diễn cái phân số 1/3. Tiếp theo, số đối của 1 là -1. Vậy từ 1 đến -1, ở đây chúng ta chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6 đơn vị nhỏ này đúng không? Vậy thì chúng ta cũng đếm từ 0 ngược lại bên trái đến điểm -1 là 6 cái đơn vị đó đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy đây là vị trí của điểm biểu diễn cái số hữu tỉ -1. Đấy. Tiếp theo là 7/6. Thì số đối của nó là -7/6. Vậy nó sẽ ngược lại về phía bên trái của số 0 đúng không? -7/6 thì sẽ là 7 đơn vị nhỏ như này đúng không? Vậy thì -7/6 cũng là từ 0 đến cái điểm đó cũng là có khoảng cách là 7 đơn vị đó đúng không? Vậy ta sẽ đếm từ 0 ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy điểm này là điểm biểu diễn -7/6. Như vậy chúng ta đã tìm được các điểm biểu diễn số đối của các số đã cho. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 7. So sánh. Ý A là 2/4 và 2/3/5. Bây giờ ta sẽ chuyển cái hỗn số này sang phân số. Và 2/4 ta cũng chuyển sang phân số. Ta có 2/4 sẽ bằng, ở đây là phần mấy nhỉ? À phần 10, thấy ngay là một chữ số ở phần là phân, sẽ là phần 10, phải bỏ số phẩy đi, là 24/10. Đấy. 2/3/5 đã đổi sang phân số. 2 ở tử sẽ là 2 × 5 + 3. 2 × 5 = 10, + 3 = 13. Phần 5.
Ở đây ta rút gọn 24 phần 10 đi, chia cả tử và mẫu cho 2 thì được 5. 24 chia 2 được 12. Vậy ta so sánh hai phân số này cùng mẫu rồi đúng không? Ta so sánh luôn. Đấy. Vì 12 phần 5 hai phân số cùng mẫu số, ta so sánh hai tử số với nhau. Tử số số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại, đúng không? Ta thấy là 12 với 13 thì 12 bé hơn 13. Cho nên phân số 12 phần 5 bé hơn 13 phần 5. Đấy. Nên ta có 12 phần 5 chính là 2,4. Bé hơn 13 phần 5 chính là 2,3 phần 5. Chúng ta làm ý B, âm 0,12 và âm 2,5. Ta sẽ đưa cái này về thành phân số. Ta có âm 0,12. Ta thấy phần thập phân là hai chữ số đúng không? Vậy nó sẽ là phần 100 đúng không? Bỏ dấu phẩy đi sẽ bằng âm 12 phần 100. Đấy. Ta rút gọn đi, chia cả tử và mẫu cho 3 à, cho 4. Bằng âm 12 chia 4 được à? Được 3. 100 chia 4 được 25. Đấy. Bây giờ ta sẽ so sánh cái này với phân số này thì ta thấy là ta phải quy đồng mẫu số vì hai mẫu số khác nhau, 5 và 25. Ta có âm 2/5 sẽ bằng nhân cả tử và mẫu với 5 bằng âm 10/25. Đấy. Ta có vì ta so sánh âm 3/25 với 10/25. Với âm 10/25. Đúng không? Âm nhá. Ta có âm 3 lớn hơn âm 10. Cho nên âm 3/25 lớn hơn âm 10/25. Nên. Đấy. Ta có nên. Âm 3/25 chính là âm 0,12. Sẽ lớn hơn âm 10/25 sẽ bằng âm 2/5. Tiếp theo ý C. Âm 2/7 và âm 0,3. Chúng ta cũng đưa âm 0,3 về thành phân số. Sẽ bằng âm 3/10. Ta quy đồng mẫu luôn. 3/10 và âm 2/7 này. Nhưng cái tử vừa mẫu với 7 đúng không? 7 x 3 bằng âm 21/70. Âm 2/7 nhân cả tử và mẫu với 10 đúng không? Sẽ bằng âm 20/70. Đấy. Vì âm 21/70 với âm 20/70 đều là âm đúng không? Rồi. Thì âm 21 và âm 20 thì âm 21 sẽ bé hơn âm 20. Cho nên âm 21/70 sẽ bé hơn âm 20/70. Đấy. Nên âm 21/70 chính là âm 0,3. Bé hơn âm 20/70 chính là âm 2/7. Tiếp tục chúng ta sẽ làm bài tập. Bài 8. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần. Ta có âm 3/7, 0,4, âm 0,5, 2/7. Ta lại đưa nó về dưới dạng là phân số. Ta có 0,4 sẽ bằng 4/10. Và âm 0,5 sẽ bằng âm 5/10. Đấy, âm 5/10. Đây ta quy đồng mẫu hết, đúng không? Mẫu số chung là 10 x 7 là 70.
ta có âm 3 phần 7 sẽ bằng nhân với 10. Mẫu là 70 sẽ bằng âm 30 phần 70. Tiếp theo 4 phần 10 nhân cả tử và mẫu với 7 đúng không? 47 28 phần 70 âm 5 phần 10 nhân với 7 bằng âm 57 35 âm 35 phần 70. Đấy. Và tiếp theo là 2 phần 7 nhân cả tử và mẫu với 10 sẽ bằng 20 phần 70. Ta so sánh các số này với nhau. Ta có 70, 70, 70 đúng không? Theo thứ tự tăng dần. Thứ tự tăng dần thì bé hơn phía trước. Ta thấy ở đây đều có mẫu là 70. Vậy số nào có tử số bé hơn thì số bé số đó bé hơn. Tử là số âm thì sẽ bé nhất rồi. Âm 35 là bé nhất. Ta có âm 35 phần 70 bé hơn. Tiếp theo là đến âm 30 phần 70 bé hơn. Ở đây ta có tử là 20 và 28 thì 20 bé hơn 28. Vậy 20 phần 70 và bé hơn là 28 phần 70. Đấy. Vậy ta kết luận. Ta so sánh. Bây giờ mới kết luận ở cái người ta cho này đúng không? Bây giờ âm 35 phần 70 chính là âm 5 phần 10 chính là âm 0,5. Ta có âm 0,5 bé hơn âm 30 phần 70 chính là âm 3 phần 7 bé hơn 20 phần 70. 20 phần 70 là 2 phần 7. Tiếp theo là 28 phần 70. 28 phần 70 là 4 phần 10. 4 phần 10 chính là 0,4. Chúng ta làm ý B. Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần. Có nghĩa lớn hơn ta phía trước đúng không? Bé hơn phía sau. Tương tự như vậy ta cũng đưa các số này về phân số. Âm 5 phần 6 giữ nguyên đúng không? Âm 0,75 sẽ bằng âm 75 phần 100 một năm là 5 15 chia cả tử và mẫu của này cho 5 sẽ bằng âm 15 phần 20 tiếp theo là âm 4,5 âm 4,5 đấy sẽ bằng là âm 45 phần 10 còn âm 1 thì sẽ là âm 1/1 đúng không? Đấy. Mười ở đây ta có là 20 26 12 mẫu số chung sẽ là 120. Vậy số này sẽ nhân âm 5 phần 6 sẽ nhân với lại 20
sẽ bằng 5 nhân 20 là 100 và âm 100. Tiếp theo âm 15 phần 20 sẽ bằng nhân cả tử và mẫu với 6 đúng không? Âm 120 đã. 65 30 với 0 nhiều 3, 61 được 63 là 9. Âm 45 phần 100 à, phần 10 mẫu chung là 120 chia 10 bằng 12 nhân với 12. Âm 45 nhân 12 sẽ bằng âm, hay là 10 với 0 nhớ 1 9, 1 5 là 5, 1 4 là 4, 540. Tiếp theo âm 1 rồi chính là âm 120 phần 120. Đấy, bắt đầu sánh này. Bây giờ theo thứ tự từ lớn đến bé, vậy số nào lớn hơn phía trước đúng không? Lớn hơn phía trước, ở đây toàn số âm rồi, toàn số âm rồi. À, toàn số âm thì số nào có tử số? Ta sẽ đánh các phân số đã nào. 1, 2, 3, 4. Đây. Theo thứ tự giảm dần. Lớn hơn phía trước. Ta có âm 100 này. Ở đây là âm 90 là lớn nhất. Đấy, ta so sánh các tử với nhau, tử nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Tiếp theo đến 100, âm 100. Tiếp theo đến âm 120, rồi đến âm 540. Đấy, vì nên ta kết luận đấy, đúng không? Âm 90 phần 120 chính là âm 15 phần 20. Âm 15 phần 20 chính là âm 0,75. Lớn hơn âm 100 phần 120. 100 phần 120 chính là âm 5 phần 6. Lớn hơn tiếp. Âm 120 phần 120 chính là âm 1. Lớn hơn âm 45 phần 100. 45 phần 10 chính là âm 4,5. Như vậy là chúng ta vừa làm xong bài tập 8. Bây giờ chúng ta sẽ làm xong bài tập số 9. Bạn Linh đang cân khối lượng của mình ở hình 6. Ở đó các vạch ghi 46 và 48 lần lượt ứng với các số đo là 46kg và 48kg. Khi nhìn vị trí và chiếc kim chỉ vào, bạn Minh đọc số đo là 47,15kg. Bạn Dương đọc số đo là 47,3kg. Bạn Quân đọc số đo là 47,65kg. Bạn nào đã đọc đúng số đo, vì sao? Chúng ta nhìn thấy ở đây là 46 đúng không? 48, vậy thì chỗ này sẽ là 47. Đấy, chỗ này sẽ là 47. Ta xem từ 46 đến 47 thì số khoảng cách là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? Chia làm 10 đơn vị nhỏ đúng không? Đấy, chia làm từ 46 đến 47 là một đơn vị đúng không? Chia làm 10 phần bằng nhau đúng không? Một đơn vị nhỏ thì mỗi đơn vị sẽ là tương ứng với 1 đúng không? Vậy thì ở đây 47 rồi. Tiếp theo 48, 49, 50. À, 48 đây, đúng không? 47 thì 47,1, 47,2, 47,3. Đấy. 47,3. Ở cái vị trí này chính là 47,3. Đấy. Mỗi một cái này sẽ là 0,1 để chia ra
đơn vị ở đây từ 47 đến 48 là 1, đúng không? Là 1 đơn vị thôi. Chia ra là 10 phần thì mỗi phần nó sẽ là 0,1 thôi. Đấy. 0,1. Vậy thì ở đây sẽ là 47,3. Vậy thì bạn Dương là người đọc đúng, đúng không? 47,3 bạn Dương sẽ là người đọc đúng số đo. Mà bạn Minh và bạn Quân đọc sai, bởi vì ở đây không có số lẻ, nó chỉ đến 7,3, 7,4, 7,5 thôi, chứ không có 7,15, 7,65, đúng không? Ví dụ như là 7,1 thì đúng, được đúng không? Hoặc 7,2, hoặc là 7,6, chứ còn 7,65 là lẻ rồi, thì không có, đúng không? Không có vạch chia đó. Cho nên ở đây chỉ có bạn Dương là đọc đúng, vì không có số lẻ, không có cái vạch nhỏ hơn cái vạch đơn vị mà ta chia rồi, đúng không? Tiếp theo, bài 10. Cô Hạnh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn xây dựng đã cung cấp cho cô Hạnh lựa chọn một trong 6 số đo chiều cao của tầng hầm như sau: 2,3m, 2,35m, 2,4m, 2,55m, 2,5m, 2,75m. Cô Hạnh dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn 13,5m để đảm bảo ánh sáng thoáng đãng, cân đối về kiến trúc và thuận tiện trong sử dụng. Em hãy giúp cô Hạnh chọn đúng số đo chiều cao của tầng hầm. Thì ở đây ta thấy là nếu mà để biết được là chọn cái chiều cao nào thì chúng ta phải so sánh cái 13,5 này, đúng không? Với lại những cái số đo này. Vì dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn 13,5 cho nên chúng ta sẽ so sánh 13,5 này với lại các số đo này, xem số đo nào lớn hơn 13,5 thì là chọn cái đó, đúng không? Vậy ta có ở đây đều là số thập phân hết. Vậy ta sẽ chia cái 13,5 ra. Vì 13,5 chia cho 5 chia hết, cho nên ta sẽ chia, đúng không? Chia 13,5, 13 cho 5. Thì ta lấy 13 chia 5 được 2. 23 là 6. 25 là 10. 13 trừ đi 10 bằng 3. Phẩy hạ 0, thêm 0. 30 chia 5 được 6. 6 5 30, 30 trừ 30 bằng 0. Vậy ta sẽ bằng 2,6. Mà ở đây 13,5 chính là 2,6, đúng không? Mà ở đây ta có các số đo là 2,3 thì bé hơn 2,6 rồi, đúng không? 2,35, 2,34, 2,4, 2,55 cũng bé hơn 2,6. 2,5 cũng bé hơn 2,6. Chỉ có 2,75 thì lớn hơn 2,6 thôi. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn chiều cao của tầng hầm sẽ là 2,75m. Như vậy là chúng ta sẽ vừa chữa xong phần bài tập tiết 2. Tiết 2 phần bài tập ấy của bài tập hợp quy các số hữu tỉ. Trong giờ sau chúng ta sẽ học tiếp phần lý thuyết của bài 2 cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Nếu như chúng ta xem video chúng ta thấy dễ hiểu thì chúng ta hãy đăng ký like, chia sẻ để ủng hộ cho kênh và đăng ký kênh để chúng ta đón xem các video mới nhất. Hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo.